Xin chào tất cả mọi người nha, xin chào tất cả bà con nha, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh đài Phù Hà Minh nha. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 6 năm 2020, mình đài Phù Hà sẽ quay trở lại quay giá cả cà phê, giá tiêu ngày hôm nay cho bà con, cho mọi người xem tỷ lượng theo dõi buôn bán nha. Hôm nay thì giá cả tại sàn London và sàn đấu giá đã có giá mới ha. Mình sẽ đi quay giá cả thực tế tại hai sàn xem thử là nó âm dương như thế nào cho mọi người tỷ lượng theo dõi tham khảo nha. Mong mọi người hãy luôn luôn ủng hộ kênh đài Phù Hà Minh nha, rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ mình mời mọi người theo mình để theo dõi bảng giá sàn London và sàn New York xem thử là âm dương bao nhiêu nha. Mọi người theo mình nha. Xin chào tất cả bà con, đây là bảng giá cà phê sàn London, cà phê Ruta, cà phê Vối chuẩn bị giao dịch ngày hôm nay ngày 2 tháng 6 năm 2020. Giá phiên đầu tuần sàn London có âm mọi người nhé, có giảm nhẹ. Cụ thể là kỳ hàng giao tháng 7 thì âm 10 đô xuống còn 1.159 USD trên tấn. Kỳ hàng giao tháng 9 thì âm 11 đô xuống còn 1.178 USD trên tấn. Kỳ hàng giao tháng 11 thì âm 12 đô, kỳ hàng giao tháng 1 năm 2021 thì âm 10 đô mọi người nhé. Còn đây là bảng giá cà phê sàn New York, cà phê Arabica, cà phê chè chuẩn bị giao dịch ngày hôm nay ngày 2 tháng 6 năm 2020. Sàn New York thì có đảo chiều dương mọi người nhé, tăng so với sàn London nữa. Cụ thể là kỳ hàng giao tháng 7 thì dương 2.00 sen lên 98.30 sen trên pound. Kỳ hàng giao tháng 9 thì dương 1.85 sen lên 100 sen trên pound. Kỳ hàng giao tháng 12 thì dương 1.70 sen. Kỳ hàng giao tháng 3 năm 2021 thì dương 1.65 sen mọi người nha. Bây giờ mình sẽ đi quay giá cà phê thực tế tại các tỉnh Tây Nguyên xem thử là mua lên mua xuống như thế nào để cho bà con, cho mọi người tiện đường theo dõi buôn bán nha. Sau đây là bảng giá tiêu số các tỉnh ngày hôm nay, ngày 2 tháng 6 năm 2020. Sau đây là bảng giá cà phê giá tiêu tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Đắk Lắk ngày hôm nay, ngày 2 tháng 6 năm 2020.